하긴 한데. Mì chấm chưa? Máy bay mì. Oh.
mình sẽ bơi lên cái này nha. Thank you.
tắm quá. Mặc dù là trời không nắng nhưng mà rất là nhiều người đến đây chơi. Quá trời người luôn. Tắm ở đây thì tuyệt vời luôn. Nước cũng mát. Bây giờ là mình sẽ đi về thôi. Đi từ lúc sáng tới trưa rồi. Có muốn đi qua cầu không? Về thôi, tắm xong rồi.